Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin xét xử Nguyễn Đức Chung. Vì sao ông Chung không dùng tiền tỷ mua án mà dùng 85 tờ giấy? Ở phiên sơ thẩm, ông Nguyễn Đức Chung đã bị tuyên án 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều số 281 của Bộ luật hình sự năm 1999. Một mức án được cho là rất nhẹ so với mức án tù mà các nhà cầm quyền tuyên cho những người bất đồng chính kiến. Vào ngày 11 tháng 7, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo của Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Đây là hình ảnh ông Chung nộp tới 85 tờ giấy khen các loại tại tòa. Trước phiên tòa phúc thẩm, thông qua các luật sư bảo chữa, ông Chung đã nộp bổ sung nhiều tài liệu liên quan, trong đó có hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, hồ sơ bệnh án của Phòng khám Đa khoa Quốc tế Việt Dinh, đồng thời và hồ sơ bệnh án của Bệnh viện K, biên bản khám hội chuẩn bệnh nhân vào ngày 18 tháng 10 năm 2020 tại Bệnh viện 19 tháng 8 Bộ Công an. Ngoài hồ sơ bệnh án, thông qua luật sư, ông Chung còn thu thập 85 tài liệu là bằng khen, giấy khen ông được tặng trong thời kỳ công tác tại ngành công an và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Như vậy, vì mục đích của ông Nguyễn Đức Chung đưa ra một đống giấy tờ đấy không ngoài mục đích để được chạy án, giảm án. Mức án 3 năm tù là quá nhẹ, nhưng ông Chung không muốn trả giá cho những gì ông đã làm, nên ông đã tìm mọi cách. Ở phiên tòa sơ thẩm, tòa án kết luận bị cáo Chung phạm tội nghiêm trọng, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến việc lựa chọn nhà thầu khách quan, minh bạch, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, làm ảnh hưởng uy tín, hình ảnh của cơ quan công quyền thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Hội đồng xét xử sơ thẩm đánh giá và cho rằng vụ án gây thiệt hại cho nhà nước hơn 26 tỷ đồng. Nếu nhìn vào mức án của ông Chung so với mức án mà Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành tuyên xử Nguyễn Văn Khang 7 năm tù vì hành vi cướp tài sản, với tài sản bị cướp là con vịt làm mồi nhậu, thì đủ thấy chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã quá ưu ái cho Nguyễn Đức Chung. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Chung được đề nghị giảm án. Tại phiên tòa phúc thẩm lần này, phía Viện Kiểm sát cho rằng ông Chung đã thành khẩn khai báo về các hành vi như cáo buộc nêu ra là đã thành khẩn. Đây được xem là những tình tiết giảm nhẹ mới. Ngoài ra, phía luật sư cũng đề nghị tòa án giảm án cho Nguyễn Đức Chung vì mớ giấy tờ mà ông vừa nộp. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu rằng tòa án có giảm tội cho Nguyễn Đức Chung hay không? Ở phiên tòa trước đây không lâu, ông Nguyễn Đức Chung đã nộp 25 tỷ đồng và được tòa giảm cho 3 năm ngồi tù. Tính ra để mua mỗi năm tù, ông Chung đã phải bỏ ra hơn 8 tỷ đồng. Tuy vậy, tại sao ông Nguyễn Đức Chung không dùng tiền để mua án mà lại dùng những tờ giấy để xin giảm án? Đây là câu hỏi được dư luận đặt ra. Thực tế thì chuyện mua án có hai loại. Thứ nhất là mua án trong bóng tối, đó là số tiền bơm và trả cho quản lý trại giam để họ đưa vào danh sách ân xá trong các dịp lễ. Vì thế cứ mỗi năm được 3 đến 4 lần giảm án thì không mấy chốc lại được ra tù. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Chung tại tòa. Loại chạy án thứ nhì là nộp tiền cho tòa với danh nghĩa là khắc phục hậu quả, thì tòa sẽ giảm án công khai bằng kết luận khi tuyên án. Ở vụ án trước, mức án ông Nguyễn Đức Chung là 8 năm tù, ông mua công khai 3 năm tù, còn lại dùng tiền mua án trong bóng tối. Tuy nhiên, lần này án ông Chung quá nhẹ, chỉ có 3 năm mà dùng tiền mua tại tòa thì đó là mua án trắng trợn. Vậy nên ông dùng các giấy tờ, giấy khen và giấy khám chữa bệnh để mua được bao nhiêu hay bấy nhiêu, còn mua trong bóng tối an toàn hơn. Thế thì tốt cho chính quyền và tốt luôn cho Nguyễn Đức Chung. Đó là lý do tại sao ông Chung không mua án tại tòa như những lần trước. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bộ Công an đã bị ông Vượng điều khiển như con rối, hay có tật thì giật mình. Tin đồn về ông Phạm Nhật Vượng, tại sao Bộ Công an phải sốt sắng vào cuộc mà không để nó tự hết như vậy? Hay trong đó có phần sự thật là chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam muốn giấu người dân? Vào chiều ngày 11 tháng 7, ông Trung tướng Tô Ân Sô,
Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam thông tin về việc xác minh một số tài khoản mạng xã hội đăng tin cá nhân đứng đầu doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất định đối với thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp bị áp dụng một số biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật. Và Bộ Công an đã lập tức xác định được 10 tài khoản cá nhân có hành vi đưa thông tin thất thiệt liên quan đến tập đoàn Vingroup và ông Phạm Nhật Vượng. Đây chỉ là cách làm của Việt Nam mà không nước nào làm đến như thế, vì họ có quyền bình luận. Đây là hình ảnh chính quyền quyết hốt những ai mà họ cho phát tán tin đồn. Theo ông Trung tướng Tôn Sô, lực lượng chức năng của Bộ Công an đã xác minh, làm rõ, chuyển hồ sơ sang Sở Thông tin và Tài truyền thông của Hà Nội, xử lý theo quy định của pháp luật đối với Tô Vĩ Hoàn, sinh năm 1984, sống tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, có hành vi đưa thông tin thất thiệt liên quan đến tập đoàn Vingroup. Bộ Công an nhận định việc làm trên ảnh hưởng đến uy tín, quyền lợi, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, tác động xấu đến thị trường chứng khoán trong nước. Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng đang xác định làm rõ xử lý theo quy định pháp luật đối với 9 cá nhân ở 7 tỉnh, thành phố đã đưa thông tin thất thiệt về việc ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch Vingroup, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm xuất cảnh. Như vậy là Bộ Công an làm mạnh tay với những người tung tin. Điều này làm cho nhiều người càng nghi ngờ hơn về động lực của Bộ Công an là gì khi mạnh tay với một số tin đồn vô thưởng, vô phạt như thế. Có người nghi ngờ là ông Phạm Nhật Vượng bỏ tiền ra để điều khiển Bộ Công an xử lý những người tung tin đồn thay cho ông chủ Vingroup. Điều này trước đây đã từng xảy ra với những chiếc xe bị tai nạn, bị cháy, bị hỏng của công ty Vingroup. Đó là những chiếc xe VinFast. Ông Phạm Nhật Vượng là một trong 7 tỷ phú của Việt Nam theo danh sách của tạp chí Forbes của Mỹ công bố vào hồi tháng 4. Ông Vượng cũng là người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngoài ra, chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng là nhân vật giàu nhất Việt Nam khi sở hữu tới 6,2 tỷ USD. Như vậy, việc bỏ tiền ra mua Bộ Công an điều tra cho ông là một thứ không thể nói rằng là có thể không xảy ra. Đây là hình ảnh ông Tô Ân Sô, người thông báo của Bộ Công an bắt những người tung tin đồn. Năm qua, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng sụt giảm. So với năm ngoái, khối tài sản của ông Vượng giảm 15% và tuột 67 thứ bậc. Ông Phạm Nhật Vượng sinh năm 1968 là sáng lập viên của tập đoàn Vingroup. Sau khi tốt nghiệp ngành kỹ thuật kinh tế địa lý tại trường đại học Moscow ở Nga, ông Vượng chuyển đến Ukraine. Ở đây, ông thành lập công ty thực phẩm Technocom chuyên sản xuất mì ăn liền và khoai tây nghiền. Vào năm 2009, ông Vượng bán công ty thực phẩm cho một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới, Nestle, với cái giá không được tiết lộ. Vào năm 2001, ông Vượng trở lại Việt Nam để kinh doanh bất động sản. Đến năm 2012, ông sáng lập Vincom và Vinpearl thành Vingroup và tạo nên một thế lực lớn như ngày nay. Ở Việt Nam, nhiều khi thông tin mật được các công tay trong tuồn ra ngoài để phục vụ mục đích đấu đá lẫn nhau trong nội bộ. Những toàn tính của nhà cầm quyền còn đang trong vòng bí mật mà bị lộ như thế thì phía chính quyền cũng lồng lộn lên. Do vậy, nên với thái độ cứng rắn có phần hung hăng của nhà cầm quyền với một tin đồn không đáng quan tâm lắm thì đây là một câu hỏi đang được đặt ra. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng. Như vậy, thái độ của nhà cầm quyền như thế là có hai khả năng. Một là họ bị ông tỷ phú giàu nhất Việt Nam điều khiển, mượn tay chính quyền để dẹp tin đồn, nhắm vào ông vì tin đồn ông bị bắt thì cổ phiếu của dòng Vin cũng sẽ bị mất giá theo. Cho nên giá nào ông Vượng cũng phải chi. Hai là rất có khả năng chính quyền điên tiết vì tin mật đã bị lộ ra ngoài quá sớm nên họ mới nhảy dựng lên như thế. Không biết thái độ của chính quyền rơi vào khả năng nào. Nếu thời gian tới ông Phạm Nhật Vượng bị cấm xuất cảnh thật thì xảy ra khả năng thứ hai. Nếu ông Vượng không bị cấm xuất cảnh thì Bộ Công an đã bị ông Vượng điều khiển